ーちゃんと一緒にフォーを食べに来ました。とホーチミンで有名なフォーのお店フォーフムです。イエーイ。じゃあ耳やっぴ。 OK レッツゴー。おー本音に終わり。おいもうha. Cái này cũng đẹp luôn. Đẹp tiết trời. Không. Sợ lắm. Em thích phở không? Có. Em ăn phở một lần. À, mấy lần một tuần? À, lâu lâu là ăn thôi. Em không ăn một. Dạ. Em ít ăn lắm. Tại vì phở là hay là có phở bò đúng không? Ừ. Em là không ăn được bò. Hả? Em không ăn được bò. Ăn bò thì hơn. Bị ngứa, bị dứng. Thế hả? Thì phở gà. Gà thì được. Ồ. Ở đây có phở gà tha. Em thích đầu này hả? Dạ. Ồ. Đầu này. Hai ly đầu này. Một tô phở tái. Cái này một tô phở gà. Giống như là cà phê. Dạ. Dạ. Ấm ơi. Phở gà. Có cái này là dưa bự. Em uống nhiều đi. Em uống 2 ly đi. Không, mỗi ngày em uống một chai. Dạ. Có. Uống là từ từ là có. Cái như anh từ là từ. Uống là không có tác dụng nè. Cái gì cũng từ từ. Dạ, cảm ơn nhiều ạ. Chị ăn phở như thế nào? Em chúc đi. Chị ăn nhiều. Chị là giới thiệu đi. Chị giới thiệu nha. Hôm nay em là lần đầu tiên ăn phở. Em là người Nhật, em không biết ăn phở. Dạ, oi shi phở no tabekata o shoukai shimasu. ホーチミンではこうやって香草がいっぱい出てくるのでこれをバンバンバン入れて食べるんですけど一番メジャーなのがこれバジルです。バジルをこうちぎってダーダーと、あ、ごめんね、バンバンバン。エミヒカムヒカムで、ôi cái này là ngon không? Em là không phải người Việt Nam mà. Ngon nè. Thứ hai là cái này là cái gì? 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 Cái này là cái gì?ここ3種類あるので、これが最後。苦い草。名前わからないんですけど、これ入れるとちょっと渋くなります。味が、スープが。エミコン。気になる。遠いの？え？ああ。脇の匂いがするような。うんうん。テレムイナ。じゃあよい。どうも。なんかそんな。ビナマッキーは。ビナマッキーは。ビナマッキーもね。tôi ngồi không phải là tất cả người Việt Nam。もやしも多分南部スタイルだと思うんです。あ、違うのかな。これは茹でてあるもやしです。たまに生もやし出てくるお店あるんですけど生もやしはちょっと緑臭いというかだからここは茹でてある、うん、ババーン。で、xong rồi là chúng ta ăn phở rau. Phở rau. Toàn rau thôi nè. Wow. Tệ. Ủa. Chưa mà.
trắng nữa. Trắng. Đây chính là chanh. Ôi chanh. Cái này là okonomi để em đổ luôn hả? Đúng rồi. Chị không ăn cái này hả? Ăn nhưng mà không phải là đổ. Có người Việt Nam là ăn được. Chỉ là biết kiểu hả? Nhưng mà cỡ đó. Sô 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 À vậy vậy là nói chị biết rồi, chị biết rồi. このソースは何のためかっていうと、このパンに入っているお肉をこのソースにつけて食べると美味しいですね。1-1ぐらいで。おそらくラー油。たま。ロイ。準備しろ。準備しろ。じゃあ、みがんでいい？いや。きーちゃん、パクちゃんちゅう。ちゃん。Không muốn. Hôm trước là một ăn rồi, không muốn nữa. Kì chào quá hả? Không có. Kiểu này là đúng là người Việt Nam. Wow. Xong rồi. Chắc chắn là màu của em sẽ đẹp hơn của chị. Hả vậy ạ? Chanh là 5 cái luôn. Chanh với chanh thôi. Ủa chưa? Em thích ăn cay hả? Dạ. Không, cay, 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 cay. Chua là phải cay. Đừng ăn khiếp nữa. À em biết cái này làm cái gì rồi. Trời ơi, cái này ăn xong là nguy hiểm. Nguy hiểm. Nhìn là trời ơi, nước chanh giống nhân mà. Không phải đâu. Cái này ngon mà. Đúng là mỗi người mỗi sở thích. Ừ. Này là của kiểu Rina. Khoái 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 khoái. Ngon mà. À, ôi xí xô. Nè, xong rồi chấm cái này chị ăn luôn. Không được, không được. Chết chết. Ừ. Ăn cái này chưa? Ăn được mà. Ăn được hả? Dạ. Ê, chết tôi yếu cái tổ mùi. Không ăn chua được thôi. Được. Ừ. Cái này không được. Cái này bự là không móc tay. Cái này nhỏ móc tay. Nhớ hổ. Nhỏ mới ngon hả? Nhỏ mới cay hơn cũng ngon. Nhưng mà người ta là ưa chuộng hình thức hơn. Người ta thích bự hơn. Em không thích bự hơn. Đúng rồi. Anh hỏi cái gì ạ? Hỏi cái gì em cũng không biết luôn. Nhưng mà suy nghĩ là con gái là cái gì bự là thích. Tùy người. Chị thì sao? Chị thì sao? Chị quán trọng mặt kỹ thuật. Chị suy nghĩ cái gì hả? Đúng không? Nãy giờ chưa nói cái gì kỹ thuật ở đây mà. Kỹ thuật trong. Ừ. Kỹ thuật trong. Thử. Được rồi. Học nhanh mà. Em học nhanh. Học cái gì cũng nhanh hết. Kỹ thuật cũng nhanh. Học kỹ thuật cũng nhanh hết. Chị tự làm mà cay. Cái này cay mà.
Cái này cũng cay. Hả? Cay là phải ăn chua hả? Đỡ hơn. Ba cái rồi đó. Ba cái. Ăn xong cái này. Ba cái rồi hả? Đúng mà. Đúng là bao này đẹp hơn. Của này đẹp. Kiểu ngon hơn. Giỡn luôn. Như ngon hơn đây ta. Người đẹp ăn đẹp hơn. Thế thôi. Hình thức thôi hả? Hình thức thôi. Nội dung bên thì trong. Là Lena ngon hơn. Dạ. Nội dung Lena ngon hơn. Nội dung là sao mà em biết được hơn. Em suy nghĩ vậy. Thật bò. Bao tử là bé lớn. Nhỏ xíu à? Bao tử nhỏ xíu à? Cái gì cũng nhỏ lắm. Cái gì cũng nhỏ đó. Số đấy bao số thẳng mà xài được. Xài được hả? Bây giờ thì không, nhưng mà hồi xưa thì chỉ ăn phở 4 lần một tuần. Không ngắn. Không ngắn luôn. Chị thì không cỡ. Chị thì không cỡ. Giữa, phải giữa. Nghĩ thấy sao? Em thấy ngon. Ngon mà. Nhưng mà bao tử em nhỏ. Dâu bao tử. Ok. Cái gì cũng nhỏ. Nhưng mà ここ の方は本当にホーチミンで私は一番美味しいと思ってるので今はコロナで来れないと思うんですけど、もし来れる機会があったらここで食べてみてください。じゃあ今日のモッパンはここまで。バイバイ。